Ngọc Thơ Thời Báo Chấm Đề kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Thích Trúc Thái Minh tái xuất oai hùng hơn xưa. Ngày 25 tháng 6, AFA tiếng Việt có bài trụ sở chùa Ba Vàng tái xuất thỉnh vong giải nghiệp của tác giả Nguyễn Đại La. Tác giả cho biết trong các đêm liên tục từ 2 đến 4 tháng 6 nhằm 15, 16, 17 tháng 4 âm lịch năm Quý Mão lần đầu tiên công chúng chứng kiến một đại lễ Phật đản được tổ chức rầm rộ, nhiều công sức, tiền bạc và thu hút đông người tham gia đến vậy. Tại hai nơi rất xa nhau, Chùa Ba Vàng, Quảng Ninh và huyện Minh Hóa, Quảng Bình, hình ảnh bài trên AFA. Tác giả dẫn trang web Chùa Ba Vàng cho biết trong hai ngày tổ chức đại lễ Phật đản tại chùa này đã có 70.000 người dân và Phật tử trong và ngoài nước, 200 giáo phẩm, các quan chức ngoại giao và chính phủ từ cấp thứ trưởng trở lên của 13 nước trên thế giới cùng tham gia. Cả hai sự kiện với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự có mặt của các quan chức và giáo phẩm Phật giáo từ nhiều nước, đã được truyền hình quốc gia đưa tin trong bản tin thời sự 7 giờ tối, giờ vàng, thời sự. Theo tác giả, địa danh Chùa Ba Vàng và Quảng Bình khiến người quan tâm liên tưởng ngay đến bộ óc, bàn tay tổ chức và cái tài khéo gọi dòng tiền của một cái tên từng nổi bần bật trên báo chí và truyền thông cách đây 4 năm, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh. Quả vậy, tác giả cho hay, người ta nhìn thấy sư Thích Trúc Thái Minh trong hàng giáo phẩm diễu hành đi đầu đoàn người trên phố. Và tác giả đặt câu hỏi đây có phải là một món quà cho các vị lãnh đạo Phật giáo đặc biệt ở Quảng Bình để đánh dấu ngày tái xuất của sư Thích Trúc Thái Minh. Tác giả nhắc đến việc phóng viên của tờ lao động vào vai một Phật tử của chùa Ba Vàng đi thỉnh oan gia trái chủ để chữa bệnh. Hình ảnh loạt bài điều tra chùa Ba Vàng của báo Lao động được giải thưởng. Loạt phóng sự này cho biết, sự Thích Trúc Thái Minh giải thích rằng, con người hãy gặp bất cứ trái ý nào trong cuộc sống thì đều do nghiệp báo quả ác từ vô vàng kiếp trước để lại, từ đau ốm bệnh tật cho đến những vấn đề trong cuộc sống. Sư Thái Minh dẫn rất nhiều điển cố được cho là viết rõ trong kinh Phật để chứng minh liên tục khẳng định lập luận này. Cách giải quyết tận gốc vấn đề theo sư Minh là thực hành việc thiện, trong đó quan trọng nhất là tạo phước cúng dường cho chùa Ba Vàng và tu tập các khóa ở chùa để các tăng trong chùa hồi hướng công đức cho những người bị nghiệp báo và hóa giải oán kết do các oan hồn báo oán. Người có nhu cầu thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng buộc phải trải qua nhiều bước ngặt nghèo, gồm trình chứng minh nhân dân thật, xem đi xem lại các clip nói về oan hồn báo oán, ký hàng loạt cam kết, và buộc phải để lại toàn bộ thiết bị điện tử có khả năng ghi âm ghi hình trước khi vào thỉnh oan gia trái chủ. Giải pháp cho tất cả vô vàng trái ý, bệnh tật, đau khổ của tất cả mọi người đến chùa Ba Vàng đều quy về một mối. Thứ nhất, phải cúng dường cho chùa. Thứ hai, nếu không có tiền để cúng chùa thì người đó phải làm công quả cho chùa trong vài tháng. Theo điều tra của báo lao động, tiền mà các oan hồn đòi con nợ cúng cho chùa Ba Vàng phổ biến vào khoảng từ 7 tới 15 triệu đồng một người. Tác giả nhận xét tính ra chỉ riêng thỉnh vong giải nghiệp, mỗi năm chùa Ba Vàng thu hàng trăm tỷ đồng, đồng thời có nguồn lao động không công vô cùng hùng hậu và bất tận, nối tiếp nhau làm lụng tất cả các việc trong chùa. Tác giả cho biết tháng 3 năm 2019, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp và ra kết luận các nghi lễ thỉnh vong cúng oan gia trái chủ và một số hình thức tu tập khác tại chùa Ba Vàng là không phù hợp với giáo lý nhà Phật và các quy định khác của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Họ yêu cầu trụ trì thích trúc Thái Minh chấm dứt tất cả các hình thức tu tập và nghi lễ này. Sự Thái Minh tuy vẫn được giữ chức trụ trì của chùa Ba Vàng nhưng bị kỷ luật cấp tất cả các chức vụ trong giáo hội. Sư Minh thừa nhận sự việc tại chùa Ba Vàng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới Phật giáo, đồng thời xin lỗi nhân dân, tăng ni, Phật tử, tín đồ trên cả nước. Ông và tăng ni của chùa Ba Vàng cũng phát nguyện sám hối đại tăng 49 ngày. Đây là hình thức kỷ luật rất nặng trong giáo hội Phật giáo chỉ sau việc trục xuất ra khỏi giáo hội. Hình ảnh lễ Phật đảng hoành tráng tại huyện Minh Hóa, Quảng Bình đánh dấu sự trở lại của sư thích trúc Thái Minh. Nhưng vẫn theo tác giả, chỉ hơn 3 năm sau, sự thích Trúc Thái Minh đã có cú lội ngược dòng ngỡ ngàng. Tháng 8 năm 2022, vẫn đang trụ trì chùa Ba Vàng, sự Thái Minh được bổ nhiệm Phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban Phật giáo quốc tế tỉnh Quảng Bình. Đến tháng 3 năm nay, sự Thái Minh được bổ nhiệm lại vào chức vụ đã mất trước đó là Phó trưởng ban phụ trách công tác bảo trợ, ban thông tin truyền thông giáo hội Phật giáo Việt Nam tác giả mỉa mai có lẽ khi sư minh sám hối đại tăng xong đã công khai xin lỗi phật tử và người dân về hành vi trái phật pháp trên cũng như đã trải qua mấy năm chịu kỷ luật cấp mọi chức vụ trong giáo hội thì đã thật sự ăn năn và sửa mình chăng cho nên mới được phục hồi lại dần dần tất cả các chức vụ đã bị tước đi trước kia và còn có thêm chức mới ở tỉnh xa quảng bình nữa Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Thích Trúc Thái Minh tái xuất oai hùng hơn xưa. Việt Nam lại dính tai tiếng về nguy cơ phổ biến vũ khí. Ngày 25 tháng 6, VOA tiếng Việt loan tin Việt Nam bị đưa vào danh sách xám tài chính liên quan tới nguy cơ phổ biến vũ khí. Theo đó, Việt Nam vừa bị đưa vào danh sách theo dõi của Tổ chức Giám sát Tội phạm Tài chính Quốc tế FATF nhưng tổ chức này cũng nói Việt Nam cam kết chứng tỏ họ ngăn chặn hữu hiệu việc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. AFA cho biết, quyết định ngày 23 tháng 6 của FATF đưa Việt Nam vào danh sách xám. Danh sách này bao gồm hai quốc gia trên thế giới chịu sự giám sát chặt chẽ hơn, bao gồm Panama, quần đảo Cayman, liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập và Syria, Myanmar, Iran và Triều Tiên là những nước nằm trong danh sách đen của tổ chức này. Hình ảnh bài trên VOA. Theo VOA, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia có quan hệ hữu hảo với Triều Tiên. Nước đang tích cực theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân, bất chấp bị lên án rộng rãi khắp toàn cầu và chịu các chế tài quốc tế. Hà Nội đã ban hành các quy định vào tháng 3 nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, nhưng lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính FATF có trụ sở tại paris không coi bước đi này là đủ để tránh bị đưa vào danh sách xám voa dẫn tin từ fatf cho biết việt nam giờ cam kết chứng tỏ rằng chính quyền giám sát hữu hiệu các ngân hàng kế toán viên và luật sư để ngăn chặn việc tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt chẳng hạn như vũ khí hạt nhân hóa học hoặc sinh học việt nam cũng đã đồng ý chứng tỏ rằng họ sẽ có thể ngăn chặn việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt nhắm vào các cá nhân hoặc tổ chức đối mặt với các hạn chế quốc tế vì dính dáng đến việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. VOA cho hay, ngoài Việt Nam, 10 quốc gia châu Phi, bao gồm Mozambique và Uganda, đang bị FATF giám sát về rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí hạt nhân, theo danh sách công khai trên website của cơ quan này. Việt Nam cũng cam kết thực hiện những cải cách bổ sung để giải quyết những hạn chế của mình. FATF cho biết họ sẽ nỗ lực bảo đảm sự độc lập của các cơ quan chịu trách nhiệm điều tra tội phạm tài chính, quản lý tài sản ảo và tăng cường hợp tác quốc tế chống rửa tiền. Trước đây, vào tháng 10 năm 2017, ông Bùi Quang Huy, phó giám đốc điều hành của VTA Telecom Corporation, một chi nhánh của Viettel tại Mỹ, đã bị tuyên án 12 tháng tù và một ngày giam bởi tòa án liên bang khu vực New Mexico vì tội danh buôn lậu vũ khí. Hình ảnh nhân viên Viettel tại Mỹ từng dính án buôn lậu vũ khí. Vụ việc này đã được ký giả Mark Harris phát hiện và đăng hồi tháng 6 năm 2019 trên trang tin One Zero chuyên về khoa học và công nghệ. Ông Bùi Quang Huy đã tìm cách mua một cảm biến chuyển động tinh vi dùng trong máy bay thương mại và vệ tinh nhưng nó cũng có trong bơm tên lửa và ngư lôi, theo nhà báo Harris tường trình. Ông Huy đã báo cáo với nhà sản xuất ở Connecticut rằng món đồ này sẽ được sử dụng ở California, nhưng sau đó ông đã thừa nhận nó sẽ được gửi về Việt Nam. Năm 2015, ông Huy đã tìm cách mua 10 hệ thống theo dõi bằng video. Đây là những hệ thống được chỉ định là thiết bị quân sự quan trọng theo quy định về buôn bán vũ khí quốc tế của Hoa Kỳ. Do đó chịu những kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt Sau đó vào tháng 8 năm 2015 Ông Huy cố gắng mua các cấu phần cơ khí Cho một tên lửa từ một công ty thứ ba Đây cũng là một thiết bị được kiểm soát theo ITAR Ông Huy bị bắt vào tháng 11 năm 2016 Trước và ông khai rằng Ông làm việc theo chỉ đạo của Viettel Và được yêu cầu gửi các thiết bị này về Việt Nam Điều trớ trêu là nhà báo Harris cho rằng nếu ông Huy và Việt Theo tuân thủ đúng luật thì có lẽ giờ họ đã có được các động cơ tên lửa hành trình tại Việt Nam, bởi vì chưa đầy 2 tuần sau khi ông Huy thực hiện khoản thanh toán bất hợp pháp, tổng thống Barack Obama khi đó tuyên bố rằng Mỹ sẽ gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Tháng 11 năm 2017, tổng thống Trump tuyên bố tại Hà Nội, chúng tôi muốn quý vị mua thiết bị từ Mỹ Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Việt Nam lại dính tai tiếng về nguy cơ phổ biến vũ khí. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đê